Dân Nha Trang 79 thân mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Nha Trang Khánh Hòa không chỉ nổi tiếng bởi những bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp, mà Nha Trang Khánh Hòa còn nổi tiếng bởi những cung đường đèo vô cùng ngoạn mục và cũng vô cùng tuyệt đẹp. Như quý cô bác anh chị cũng đã biết, ở Cam Ranh có một cung đường đèo hết sức đẹp, đó là cung đường đèo Cù Hin. Ngoài ra còn có cung đường đèo Lương Sơn thuộc xã Vĩnh Lương. Bảo Khánh đang đứng tại cung đường đèo Lương Sơn thuộc xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang. Phía trước mọi người thấy là một cái vách núi dựng đứng mọi người. Đó, một cái vách núi dựng đứng. Bây giờ là tầm khoảng 4 giờ chiều mọi người. Ở đây rất là mát mẻ luôn. Đó, mọi người thấy những cái dãy núi đá. Ở phía bên này là những cái tạp ly trắng. Thì cách đây khoảng tầm một năm, ở cái khu vực này người ta bán đồ ăn vặt mọi người. Bán những cái xiên que, rồi bán những cái nước giải khát như là trà tắc hay là trà sữa gì đó. Và người dân địa phương họ tới đây hóng mát và thưởng thức những cái món xiên que. Nhưng mà hiện tại là bây giờ là không còn nữa nha mọi người. Mọi người thấy phía trước màn hình là cái dãy to ly là để mà ngăn chặn để bảo vệ cái an toàn mọi người. Thì trước đây thì Bảo Khánh cũng đã tới một lần rồi. Thì hôm nay Bảo Khánh trở lại lần thứ hai. Thì cái dãy cung đường đèo Lương Sơn này vào buổi chiều thì rất là mát, gió lồng lộng luôn. Gió lồng lộng. Và có rất là nhiều người tới để mà hóng mát và check in. Nhất là cái thời điểm mà còn nơi đây còn bán thức ăn vặt đồ đó mọi người. Thì có rất là nhiều người dân họ tới là họ hóng gió, rồi họ check in, họ sống ảo. Đây là xa xa là mọi người thấy phía bên kia là núi rồi. Đó, núi. Rất là đẹp. Biển một màu xanh ngắt. Như Bảo Khánh cũng đã nói là trước đây thì người ta buôn bán ở chính nơi đây, nhưng mà vì cái an toàn á thì chính quyền thành phố Nha Trang đã dẹp không cho người ta buôn bán ở đây nữa, bởi vì lý do là an toàn. Thì cũng đã có hai vụ việc xảy ra là cũng đã trượt chân là rớt xuống cái khu vực này rồi. Nhưng mà may là cứu hộ kịp thời á, có hai trường hợp. Đó là trường hợp vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 và trường hợp vào ngày 29 tháng 10 năm 2023. Có hai trường hợp đã sảy chân rớt xuống phía dưới cái vực sâu này. Đó, chính vì thế mà chính quyền thành phố Nha Trang đã không cho người dân buôn bán ở đây, và cũng dạng như là không có muốn người dân tụ tập đông ở đây á, vì cái nguy cơ xảy ra tai nạn rất là lớn á. Mọi người thấy ở phía dưới là vực sâu thăm thẳm này, vực sâu nè. Vực sâu mà không mọi người, quá đẹp luôn. Thì cũng đèo đường Lương Sơn này là nó nằm ở lưng chừng núi, phía dưới là biển mọi người. Nhưng mà hiện tại Bảo Khánh đang thấy cũng có một vài người họ tới họ chụp ảnh đó mọi người. Họ tới họ chụp ảnh. Phía xa xa là có cái bảng cảnh báo mọi người, để Bảo Khánh tới đó quay cho mọi người xem. Cái bảng cảnh báo của thành phố Nha Trang mọi người. Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lương nè, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi vứt rác thải, bỏ rác thải trên vỉa hè lòng đường nè, hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống nước mặt nè, đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè lòng đường phố nè. Cảnh báo mọi người, cảnh báo vực sâu nguy hiểm, không tụ tập đông người đó. Vì đã có hai trường hợp sảy chân té đó, cho nên là vì tính mạng của người dân, cho nên chính quyền thành phố Nha Trang và chính quyền xã Vĩnh Lương đã cảnh báo không muốn buôn bán tụ tập đông người ở đây. Mọi người thấy xa xa là có một chiếc xe của chính quyền thành phố mọi người. Ở đây nè, đã túc trực đó. Đó, mọi người thấy đây là cái chiếc xe của thành phố Nha Trang túc trực ở đây để mà nếu mà có ai buôn bán thì người ta sẽ dẹp đó. Người ta sẽ ngăn cấm, người ta không có cho buôn bán ở đây. Cho nên là có cái xe của lực lượng chức năng của thành phố Nha Trang túc trực nơi đây hàng ngày để mà cấm người ta buôn bán mọi người, vì an toàn tính mạng. Cái khu đất trống này là trước đây là nơi buôn bán thức ăn nhanh mọi người. Đây là nơi buôn bán thức ăn nhanh rồi trà sữa, trà chanh, trà tắc mọi người. Đó. Thì hiện tại là bây giờ là không có còn buôn bán tụ tập nữa. Đó, như bà Khánh đã nói là vì an toàn con người, cho nên là chính quyền thành phố Nha Trang đã dẹp bỏ những cái hàng buôn bán ở đây. Mọi người thấy đây này, phía dưới đất đây, nền đất này nè, còn có những cái ống hút mọi người. Đó, khi mà người ta buôn bán rồi người ta sử dụng xong rồi người ta dục ở dưới đất luôn. Mọi người thấy vương vãi rất là nhiều ống hút nhựa nè. Đó, cho nên nhiều khi dân mình cũng ý thức kém mà buôn bán rồi không có dọn dẹp á, rồi rác thải dục lung tung hết. Phía trước là biển mọi người, rất là đẹp luôn. Cung đường biển. Đó, quay cho mọi người xem. Đó, cái khu đất này là trước đây là buôn bán rất sầm uất nha mọi người. Buôn bán thức ăn nhanh, nước giải khát để phục vụ cho bà con nhân dân chiều đến ngồi đây mà hóng mát, nhất là các bạn trẻ mọi người. Thì bây giờ là đã im ắng rồi, vì lý do an toàn, vì lý do tính mạng của con người là trên hết, cho nên là chính quyền họ cấm buôn bán tụ tập đông người ở đây. Cái cung đường đèo Lương Sơn và cái cung đường đèo Cù Hin ở Cam Ranh thì cũng được là đánh giá là một trong những cung đường đèo đẹp nhất Việt Nam mọi người. Mọi người xem video của Bảo Khánh xin hãy like video. Nếu mà ai chưa đăng ký kênh thì nhấn vào vào nút đăng ký màu đen ở phía dưới video và nhấn vào cái chuông để mà nhận thông báo khi mà Bảo Khánh video. Để Bảo Khánh đi xuống kia, Bảo Khánh quay có cái gì mới lạ cho mọi người xem. Đi cái này dễ té mọi người. Đường này đi xuống dễ té nè, nhưng mà Bảo Khánh cũng phải đi. Quá đẹp luôn mọi người, biển xanh. Biển xanh cát trắng nắng vàng. Ồ, dưới đây là vực thẳm mọi người. Quá đẹp luôn. Phía trên này là cung đường đèo. Quá ngọn mục.